Chào mừng quý vị cùng quay trở lại với kênh Phong thủy Sa Cát. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều tài lộc. Thưa quý vị, vào ngày 3 tháng 12 năm 2022 âm lịch, những con giáp dưới đây sẽ bất ngờ đổi vận. Nếu trước đây bạn từng buồn bã vì gặp phải những điều kém may mắn, thì vào ngày hôm nay cuộc sống của bạn sẽ bước sang một trang hoàn toàn mới. Dòng bão qua đi, trời quang mây tạnh, các bạn thuộc những con giáp này sẽ có cơ hội đổi đời, mua hàng sẽ có khả năng cao được bốc thăm trúng thưởng, đi được thần may mắn gọi tên. Đi làm thì sẽ được cấp trên trọng dụng, khen thưởng, đề bạt. Trong các mối quan hệ với người khác giới thì dễ dàng tìm được ý chung nhân, và đó là các con giáp Sửu, Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Tuất. Các bạn hãy tận dụng ngày hôm nay để thay đổi cuộc sống của mình nhé. Tuổi Sửu. Xem tử vi ngày 3 tháng 12 năm 2022 âm lịch, may mắn được lục hợp quý nhân che chở, vận trình ngày mới của người tuổi Sửu khá yên bình, công việc tiến hành thuận lợi, khả năng ứng biến linh hoạt mang tới nhiều cơ hội thăng tiến cho bạn. Tuy nhiên, bạn làm gì cũng cần tỉ mỉ, thận trọng, đừng chủ quan lơ là kéo mất điểm trước ban lãnh đạo. Chỉ một sai phạm cũng có thể phá hủy hết nỗ lực trước đó của bạn, khiến bao công sức gây dựng đổ sông đổ biển. Ngày này tình hình tài chính của bạn cũng rất khả quan, các nguồn thu nhập ào ào đổ về nhà, không phải lo lắng chuyện chi tiêu. Vấn đề tình cảm cũng hanh thông tốt đẹp, bởi dù là bạn hay nửa kia thì đều luôn cố gắng vun vén mối quan hệ bền vững. Vận trình tình duyên trong ngày có dấu hiệu tốt lành do có các tinh xuất hiện. Bạn thường nhận được sự chú ý của mọi người xung quanh hay được hỏi han, quan tâm, chăm sóc. Điều quan trọng là bạn có muốn mở lòng ra để đón nhận một ai đó hay không mà thôi. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Sửu nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu của phong thủy Sa Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Sửu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Dần. Tử vi mùng 3 tháng 12 năm 2022 của 12 con giáp nhận thấy, thực thần xuất hiện trong tử vi hôm nay của tuổi Dần là lời khẳng định rằng bản mệnh đang đi đúng hướng trên con đường kiếm tiền làm giàu của mình. Các tinh này giúp bạn nhanh trí nhận ra xu hướng nào phù hợp với mình hiện tại, giành được lợi thế dẫn đầu. Bản mệnh càng sời đời thì trời càng cho, tiền bạc cứ hết lại có, chẳng phải đau đầu vắt óc nghĩ cách kiếm tiền. Tài chính dư giả cũng giúp các khoản tích lũy tăng lên nhanh chóng, nhờ vậy bạn có thể hoàn toàn yên tâm về tương lai, thêm tự tin để theo đuổi đam mê. Ngũ hành tương sinh cũng giúp các cặp đôi hàn gắn mâu thuẫn tình cảm, tình yêu ngày càng thăng hoa tuyệt vời, bạn và người ấy đang trong giai đoạn mặn nồng nhất của tình yêu, dường như không có điều gì chia rẽ được hai bạn. Tình hình sức khỏe của người tuổi Dần nhìn chung ổn định trong hôm nay, bạn nên tiếp tục duy trì lối sống lành mạnh, có luyện tập thể dục thể thao, chớ bắt bản thân làm việc quá sức. Chỉ khi bạn giữ được sức khỏe, đầu óc tỉnh táo thì làm việc mới có hiệu quả cao. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thìn. Ngày hôm nay, nhiều người tuổi Thìn có thể dễ dàng hoàn thành công việc trong ngày sớm hơn cả dự định đặt ra. Sự tự tin lên cao giúp con giáp này hăng hái thể hiện mình, nhất là trong những tình huống sinh hoạt tập thể, đóng góp không ít sáng kiến độc đáo, cải thiện hiệu suất công việc. Tam hợp đem lại nhiều tác động tích cực cho sự nghiệp của người tuổi Thìn trong hôm nay. Hãy nắm bắt các yếu tố thuận lợi này, bạn hoàn toàn có thể chinh phục được mục tiêu đã đặt ra, thậm chí gặt hái được những thành tích bất ngờ. Các mối quan hệ xã giao hài hòa là một trong những yếu tố lớn góp phần tạo nên thành công của bạn. Con giáp này đi đến đâu cũng được mọi người giúp đỡ, khiến công việc khó khăn cũng trở nên đơn giản hơn nhiều. Chuyện tình cảm trong ngày này không có gì phải lo lắng. Các cặp đôi dù bận rộn nhưng vẫn dành thời gian quan tâm, chăm sóc cho đối phương. Người độc thân rất có thể sẽ gặp tiếng sét ái tình với một người nào đó. Tuy nhiên đừng nhầm lẫn giữa những cảm xúc nhất thời và một mối quan hệ nghiêm túc. Tình hình sức khỏe của người tuổi Thìn nhìn chung ổn định trong hôm nay, nhờ có tinh thần phấn chấn, hăng hái mà bạn làm việc gì cũng trôi chảy và gặt hái được thành công. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tỵ. Với tuổi Tỵ, nhờ thiên tài nhập cục,
Con giáp này có vận may về tiền bạc, chẳng phải vất vả quá nhiều mà tài chính vẫn rủng rỉnh. Đường công danh sự nghiệp của tuổi Tỵ trong hôm nay vô cùng thuận lợi và hanh thông. Càng những ai làm kinh doanh, dịch vụ thì hôm nay sẽ càng là cơ hội để hái ra tiền, mang lại khoản thu nhập khủng. Nếu có kế hoạch đầu tư kinh doanh thì hãy bắt tay vào thực hiện ngay. Cát khí trong ngày sẽ giúp xác suất thành công cao hơn rất nhiều. Dù vậy, bạn cũng không hề mù quáng chạy theo xu hướng, bởi những thứ xu hướng thì chỉ có tính nhất thời, rồi đến một thời điểm sẽ trở nên lạc hậu và bị đào thải. Hỏa thủy xung khắc, trái ngược với những may mắn trong tài lộc, con giáp này lại đau đầu với chuyện tình cảm, nhiều rối ren của mình. Mối quan hệ của các cặp vợ chồng có nguy cơ rạn nứt, cả hai đều bận rộn với công việc nên không có nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc cho nửa kia của mình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thân. Người tuổi Thân được tam hợp cục che chở nên luôn trong tâm thế sẵn sàng để đón nhận bất cứ thử thách nào trong hôm nay. Cơ hội về việc làm và thăng tiến đang mở rộng trước mắt bạn. Tuy nhiên điều này đồng nghĩa với việc bạn phải bỏ ra nhiều công sức và thời gian hơn. Cũng trong ngày này, bản mệnh còn có cơ may đón tài lộc dồi dào. Con giáp này vừa biết cách kiếm tiền, lại biết cách quản lý, tích lũy, nên sau một thời gian tích góp đã để được một khoản không nhỏ. Nhìn chung những ngày sắp tới sẽ không phải lo lắng nhiều về vấn đề chi tiêu. Kim sinh thủy báo hiệu tình cảm khởi sắc, vận đào hoa của con giáp này nở rộ, bản mệnh được nhiều người khác phải yêu mến, để mắt tới nên đây chính là cơ hội để tìm một nửa ưng ý cho mình, hãy mở lòng mình hơn nhé. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tuất. Có cát tinh giúp sức người, tuổi Tuất gặp được nhiều may mắn trên con đường thăng quan tiến chức. Vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nên bạn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn, tương xứng với năng lực của mình. Người làm ăn kinh doanh nên tranh thủ ký kết hợp đồng trong hôm nay. Bạn nên đưa ra những quyết định dứt khoát, chứ đừng chần chừ, do dự, kẻo cơ hội vụt qua. Đối tác của bạn ở thời điểm này là người đáng tin cậy. Trong gia đình, bạn là một người vợ, người chồng mẫu mực khi luôn giúp đỡ nửa kia và lắng nghe con cái. Bầu không khí trong nhà bạn lúc nào cũng hòa thuận, đầm ấm, khiến mọi người xung quanh vô cùng ghen tị. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất của phong thủy gia cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy gia cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tuất để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 12 năm 2022 âm lịch, tức Chủ nhật ngày 25 tháng 12 năm 2022 dương lịch, là ngày Nhâm Tý, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần. Ngày này có nạp âm là Tang Tráng Mộc, ngày Nhâm Tý thuộc hành mộc khắc hành thổ, đặc biệt là tuổi Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành thổ không sợ mộc. Ngày Tý lục hợp Sửu, Tang hợp Thìn và Thân thành thủy cục, xung Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu, tuyệt Tỵ. Các tuổi bị xung khắc với ngày là Giáp Ngọ và Canh Ngọ. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 1119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!